Hello các bạn, cháu xin mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Út Báo SkiBG. Và video hôm nay thì cũng rảnh quá không biết làm gì cho nên là thôi mình sẽ dành thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ để mà mình đi săn cái con Samurai thử coi có được không nha các bạn. Để mình cho các bạn xem nè. Con Samurai thì hiện tại nó đang có là 14.000 lượt sở hữu các bạn. Và để sở hữu con Samurai này thì các bạn sẽ đi chơi anh LED nha. Hôm bữa mình có đăng một cái tag cộng đồng kiểu như là mình hỏi các bạn là đã nhận được con Samurai này rồi á, thì các bạn đó nhận bằng cách nào á, thì rất là nhiều bạn bình luận nói là mấy bạn đó sẽ chơi đến quay 100 nha các bạn. Chơi đến quay 100 ở cái chế độ là Toilet City á là cũng nhận được nha, nói chung là hên xui thôi à. Thì mình sẽ bỏ ra 2 tiếng đồng hồ mình đi mình chơi thử có được không nha các bạn ơi. Và cái combo mình đang xài nè là có thể là chơi được đến hơn quay 100 nha các bạn. Nhưng mà mình cứ chơi đến quay 100 xong rồi mình bán unit cho thua các bạn. Thì hiện tại các bạn thấy là cái này là 1 ngày 11 tiếng 31 phút nữa thấy không? Đó. Thì mình sẽ chơi cho nó xuống còn 1 ngày 9 tiếng 31 phút, là có nghĩa là còn 2 tiếng đó các bạn. Kiểu như mình canh giờ ở đây là khoảng 2 tiếng là mình nghỉ nha các bạn ơi. Thì để xem coi là 2 tiếng đồng hồ mình có ra được cái con Samurai không nha các bạn. Cố gắng lên nha, nói chung là chơi thử có được hay không. Thì mình sẽ chỉ cho những bạn nào mới mà muốn chơi đến quay 100 luôn, mình sẽ chỉ luôn nha. Đây, chơi Toilet Tone nữa các bạn. Rồi, ok, nói chung là chế độ Toilet Tone thì nó quá là đơn giản luôn các bạn ơi. Đến quay 100 thì nó ok liền. Rồi đợi xíu bạn ơi, thì cái này mình ăn thu kiếp rồi ấy, nhưng mà kiểu cũng phải đợi chút xíu cho toilet nó ra xíu nha, cho nó chuẩn bị sẵn các bạn. Trước tiên thì chúng ta sẽ đặt một con lát xe Butlerman chỗ này để mà cho nó làm chậm cũng như là đép đầu ha. Ok, đặt ra các bạn. Xong rồi chúng ta sẽ đặt farm tiền nha, đặt farm tiền xong rồi nâng lên level 2 luôn. Ok chưa? Rồi chuẩn bị qua quay thì mình sẽ đặt farm tiền tiếp. Sớm như các bạn xem đây của mình á, nếu như mà chưa like, các bạn hãy cho mình xin một like nha các bạn. Cũng như là một lượt đăng ký kênh, xong rồi bật cái chuông thông báo để giúp cho mình sớm đạt 100.000 người đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Đặt 4 con farm tiền xong á, thì chúng ta sẽ nâng cấp cho cái con Lasse Bollerman này là lên level 2 các bạn. Nói chung là level 2 nó mới làm chậm ok, chứ level 1 thì nó hơi lỏ xíu á. Rồi thì cứ việc mà chúng ta farm thôi bạn, farm tiền thôi. Farm tiền chút xíu mà nếu như mà thấy căng quá thì mấy bạn hãy đặt thêm cái con Hacker Twin Hand nha. Nói chung là combo này nó chơi không có miếng nào khó chứ các bạn, rất là đơn giản thôi. Ok ok, farm tiền xíu anh em ơi. Trời ơi, game này lâu cập nhật vãi chưởng. Bữa cập nhật xong mà cho thêm đúng chế độ Nightmare, không mà không có cho thêm con unit gì để test luôn các bạn. Cho nên là hơi buồn xíu nha. Rồi rồi ok, chuẩn bị thì chuẩn bị qua quay các bạn. Qua quay mình up farm tiền trước nè. Rồi thì còn dư mấy trăm nữa bạn, dư mấy trăm đâu đủ đâu đúng không? Cho nên là thôi mình sẽ đặt cái con Hacker Twilman ra để mà cho nó đép ổn nha các bạn ơi. Đó. Đặt con này ra cho nó đẹp lẹ lẹ xíu nè. Rồi đó, là hai con này các bạn có thể là để đó đi, xong các bạn nâng cho farm tiền nó mát luôn nha. Các bạn không cần phải nâng unit nữa, nâng farm tiền thôi. Sau khi mà các bạn nâng farm tiền lên mát level hết rồi thì chúng ta sẽ đặt thêm một con Lasse Butlerman ở chỗ này nè, đặt sát sát bên đó nha. Để chi với bạn, để chừa chỗ đặt thêm mấy con clone unit nữa. Đó, đặt mát level luôn để làm chậm cái khúc toilet nó mới ra nè. Xong rồi đặt clone unit ra nha, đặt chỗ này nè các bạn. À, đặt xích sao sao chứ cũng được nữa, mình đặt ở đây là cũng hơi gần quá rồi, nhưng mà không sao đâu. Không có chuyện gì khó hết trơn á, chỉ cần unit mạnh là được nha. Rồi nâng nó lên các bạn, nâng nó lên xong rồi mấy con ở đầu này nè các bạn chỉnh chế độ là lát cho mình nha, chỉnh chế độ lát cho nó để anh chị các bạn, để cho nó luôn bắn về cái phía trước này nè, nó không có bắn lệch lệch đi á thì nó sẽ gây sát thương ok hơn. Tại vì con này nó đánh xuyên giáp mà các bạn, phải bắn cho nó đi trước trước hoài vậy luôn á thì nó sẽ gây sát thương đều hơn nha. Rồi mình sẽ nâng max level luôn các bạn sẽ nâng là ba con liên tiếp kế bên nhau á, là cho nó chế độ lát hết cho mình nha, chỉnh chế độ lát cho nó hết luôn. Rồi mình đặt thêm nè, đặt sát sát đường đi các bạn, đặt sát đường đi nha. Rồi đặt sát ra ngoài đây đó, đây từ từ. Rồi chỗ này hợp lý nè các bạn đó, ok chưa. Xong các bạn sẽ nâng cấp lên và nhớ là chỉnh chế độ lát cho nó nha. Ba cái con đầu tiên á các bạn sẽ chỉnh chế độ lát cho nó, đây lát nè đó, cho nó bắn thẳng về phía trước hoài luôn. Tới quay 49-50 á thì các bạn sẽ đặt cái con Microphone Man ra nha, Microphone Man để mà tiêu diệt con boss đó các bạn đó. Cái này mình đặt hơi trễ xíu rồi cho nên các bạn có kinh nghiệm mình là đặt sớm sớm ra chút nha các bạn. Rồi ok, xài thật chiêu cho nó nè. Ê, con boss này nó 90 triệu máu luôn hả ta? Ồ, hình như nó xịn hơn con boss Insane các bạn ơi. Boss Insane là nó chỉ có là 60 triệu gì, 75 triệu hay 60 gì đó thôi. Còn con này 90 triệu máu các bạn. Wow, 90 triệu máu thì các bạn nên đặt cái con Microphone Man này ra sớm sớm xíu nha. Kiểu như đây là cũng là lâu rồi mình không có chơi lại các bạn, cho nên là mình nó hơi lỏng cộng xíu rồi. Đặt cái con Microphone Man nó hơi chậm các bạn. Rồi mình đặt thêm con đây nữa. Thì nói chung là đặt chậm thì nó sẽ mất thời gian hơn chút xíu thôi, chứ nó không có thành vấn đề nha các bạn. Nó cũng ổn thôi à. Rồi chuẩn bị nè, chuẩn bị vô cái dòng là mình sẽ boost tuyệt chiêu nha. Ồ, con này tới 90 triệu máu là nó hơi có khó hơn chút xíu đó các bạn. Khó hơn xíu nha, nhưng mà có Microphone Man thì mọi thứ nó ok hẳn liền à. Rồi ok, tiêu tiếp nè. Astro là các kiểu các bạn, Astro các kiểu nè. Ủa Hacker không thổi nó Hacker. Cố lên Hacker TV Man ơi. Ê, đi đâu vậy? Rồi con Astro nó đi luôn rồi kìa các bạn. Rồi nó quay lại. Kiểu Hacker của mình nó cũng có sniper, nó rất là rộng các bạn. Rồi thì các bạn cứ chọn tầm đánh đi, mình sẽ chọn tầm đánh nha, tầm đánh hoặc chí mạng được các kiểu đó các bạn.
thì các bạn cứ chọn đại đi ha. Rồi ok, sao tôi kêu phát nó là lụm tiền nè. Đó, ồ chưa tiêu diệt được nó hả, trâu dữ vậy. Rồi ok ok, sắp xong rồi các bạn ơi. Nó thì nó không có khó nha các bạn. Rồi sao tôi kêu cái nữa nè. Đấy, xong rồi các bạn sẽ bán bỏ con này và mấy bạn sẽ đặt ra con Last Spider-Man cho nó làm chậm cái khúc này nha, cho hacker thổi được các kiểu các bạn, có làm chậm được mới ok nha. Đó rồi đó, thì các bạn cứ việc để vậy thôi, cứ đến quay 61 hay là 71 81 gì đó thì các bạn cứ việc là chọn những cái gì mà các bạn cần đó, kiểu như là đam nè, không hoặc là giảm tốc đánh là các kiểu đó, thì các bạn cứ chọn mấy cái đó cho nó nha. Xong rồi các bạn cứ treo vậy thôi, không chọn cũng thắng nữa các bạn, cũng đến quay 100 nữa. Rồi hiện tại là quay 101 nè, 18 phút mấy nữa các bạn, thì nói chung là tầm 20 phút đổ lại thôi à, 20 phút đổ lại thôi ha. Thì bây giờ mình sẽ bán hết tất cả dung nít của mình để cho thua các bạn. Rồi rồi, bán bỏ nha, bán để thua để xem coi là có nhận được con Samurai không nha. Đến quay 100 mấy là bán bỏ hết. Rồi rồi, thì nói chung là các bạn còn có thể chơi thêm được nữa đó, nhưng mà càng về sau á nó sẽ càng mất thời gian nhiều các bạn. Nói chung là đến quay 100 thì nghĩ cũng ổn rồi các bạn ơi, không cần chơi lâu đâu, mấy quay sau nó mất thời gian nhiều lắm. Có bạn comment nói là đến quay 4 mấy thôi là bạn nó cũng đã nhận được con Samurai đó các bạn, cho nên là cái này nó cũng hên xui lắm nha. Rồi rồi, để thua thử coi. Thì mấy cái lần cái chữ đỏ đỏ các bạn, mấy cái chữ đỏ đỏ bên đây nè, thì có nhiều bạn nói là cái chữ đỏ đỏ này á, là nó ra con Samurai rồi nó sẽ hiển thị đây á, nhưng mà không phải nha các bạn. Cái màu đỏ này á chính là mấy cái con toilet bên địch á, kiểu như là nó giảm, nó tăng tốc độ chạy rồi các kiểu đó. Cái màu xanh này là của mình nè, còn cái màu đỏ là của bên địch đó các bạn, của mấy con toilet á. Rồi ok, có nhận được không đây? Ôi ôi, con Spider-Man này kìa các bạn. Không biết là dưới đây có con gì không nha, để coi coi. Samurai. Trời ơi, có đúng cái nhiệt đó các bạn. Được mỗi con Spider-Man thôi, khá là lỏ bạn ơi, 20 phút của tôi gì đó. Đó, tầm 20 phút nha bạn ơi, mình sẽ chơi lại luôn. Nói chung là khó ăn lắm, không phải đùa đâu mấy bạn ơi. Tại vì con này nó ra cũng lâu rồi mà mới có mười mấy ngàn người sở hữu thôi, là bạn biết là nó cũng không có phải dễ ra đâu ha. Rồi hiện tại quay 101 nè, tiếp tục thì mình sẽ bán hết cái con unit này của mình nữa để xem sao nghe. Ôi ôi, rất là hồi hộp các bạn. 17-18 phút đồng hồ của tôi kìa các bạn ơi. Rút kinh nghiệm lần trước thì lần này mình nhanh hơn xíu nha, nhưng mà kiểu như cũng hên xui lắm á. Nhiều khi mình chọn được mấy cái tăng đam tăng đầu thì nó sẽ nhanh hơn các bạn, còn nhiều khi chọn được mấy cái khơi khơi không thì nó lâu hơn. Rồi ok, để xem có như thế nào nha các bạn nha. Hồi hộp quá bạn ơi, có khi nào ra con Samurai không nha. Rồi rồi, từ từ, chờ thêm là mười mấy giây nữa các bạn. Ôi ôi, cái game này nó kêu là mình muốn chơi tiếp thì mình sẽ bỏ 29 cái boss ra các bạn, phải chưởng không. Rồi ok, để xem coi là nó ra không nha mấy bạn nha. 1 2 giây 1 giây, ok let's go. Lụm được con gì? Ê con gì vậy? Con này không phải bạn, không phải, để kéo từ từ xuống thôi. Trời ơi, nhóc quạ luôn mà ra cái gì đâu không mà mấy bạn. Samurai công nhận khó được ha, mấy con này là mấy con Epic không à, mấy con lỏ không à. Rồi tiếp tục nữa mấy bạn. Ôi ôi, gì mà căng dữ vậy nè, gần cả tiếng đồng hồ của tôi rồi đó nghe. 3 2 1, ok ra Samurai không. Ê unit nhiều đó nha, hai con trên thì thấy nó lỏ lỏ rồi đó, nhưng mà không biết là ở dưới nó như thế nào các bạn. Để mình kéo từ từ xuống nha các bạn ơi, từ từ thôi. Samurai nè, Samurai, trời ơi, Last TV Man các bạn. Ra 3-4 con unit luôn nè, nhưng mà ra toàn mấy con gì đâu không mà mấy bạn, mấy con khá là cùng mía không à. Rồi thì mình sẽ chơi lại tiếp mấy bạn, chơi lại tiếp, gán ra coi lần kế tiếp các bạn à. 3 giây 2 giây 1 giây, let's go. Samurai không, từ để kéo từ từ xuống bạn, kéo từ từ xuống cho nó cảm nhận cho nó ok nha. Samurai nè, 300, trời ơi, không có luôn các bạn ơi, toàn là mấy con lỏ lỏ gì đâu không à, mấy con Epic gì đâu không các bạn, khá là xui các bạn ơi. Thôi nhưng mà mình sẽ cố gắng nha, tiếp tục bạn, kiên trì xíu các bạn, chưa đủ 2 tiếng mà. Rồi ok, let's go bạn ơi, tiếp tục. Rồi 4 3 giây nè 2 giây nè 1 giây nè, ra không, ra con Samurai không, từ con đó là con Legendary hay gì đó mấy bạn, từ để mình kéo xuống nữa nha. Samurai nè, gì xui dữ ta. Rồi ôi, công nhận nó khó thật sự bạn à, khó thật sự nha, nãy giờ là đốt gần hơn tiếng của tôi đó, nhưng mà trả ra con Samurai bạn à. Tiếp tục sẽ cố gắng chơi hết 2 tiếng ủng hộ bạn ơi, tại vì cũng không rảnh nhiều á. Rồi ok, để xem coi là lần này nó có ra được con Samurai không nha, cố gắng hết sức các bạn ơi. 4 giây nè 3 giây nè 2 giây nè 1 giây nè, Samurai nè. Rồi cái con đó là thấy không phải rồi đó, thấy cái quạt gió là thấy không phải các bạn. Để kéo xuống nữa coi. Trời ơi, toàn là ra mấy con này không vậy ta, hay là cái map này không có Samurai ta. Mình đọc comment rõ ràng là có rất là nhiều bạn đó, là mấy bạn nó chơi cái map Toilet City này nè, chơi Endless đó nha các bạn, là đến quay khoảng 100, là chưa tới 100 nữa là ra được con Samurai luôn á. Có bạn là quay 4 mấy là ra luôn á.
Rồi 6 giây nè, 5 giây nè, 4 giây nè, 3 giây nè, 2 giây nè, 1 giây nè. Let's go, Samurai. À, để từ. Chưa thấy con unit nào chứ. Ê. Trời ơi, con mía gì vậy nè, thôi. Chắc đủ 2 tiếng nữa bạn ơi, để mình ra mình coi giờ thử coi. Rồi các bạn à, thì hồi nãy là 9 tiếng rưỡi là ok đúng không? Còn giờ là 9 tiếng 10 phút nữa bạn. Lố 20 phút của tôi luôn đó các bạn à. Kiểu như thời gian mình đợi các kiểu nữa đó thì nó lố 20 phút luôn rồi nè các bạn. Đó, nhưng mà không muốn ra được con Samurai nha, nó cực kỳ khó luôn các bạn ơi. Trời ơi, không phải dễ đâu nha. Thì các bạn mà lấy con Samurai này á, các bạn chơi bao lâu, chơi bao nhiêu trận rồi các bạn hãy comment thử cho mấy bạn khác biết nha. Kiểu như là lấy con này nó khó tới cỡ nào á các bạn. Bạn hãy comment thử nha, chứ tôi thấy là nó khó ăn lắm các bạn. Hôm bữa tôi có làm một cái video nhưng mà kiểu như không có đăng kịp các bạn. Là chơi cả ngày luôn á, nó toàn ra mấy con lỏ lỏ này không nè các bạn. Đó, tùm lum nó Spiderman thì tùm lum nè, nó toàn ra mấy con này không à. Nó không ra nổi được con Samurai các bạn ơi, nói chung là rất là khó luôn. Mà mình đọc comment mình thấy có khá là nhiều bạn là lấy được con Samurai này, công nhận nể thì chứ. Thì mình có rồi các bạn, nhưng mà con này là kiểu mình setting nha, chứ không phải là mình cài được đâu. Đó, cho nên là Samurai công nhận là lấy nó cực thiệt các bạn. Bạn nào mà cài chai lấy được con Samurai thì hãy comment cho mình biết, cũng như là những bạn khác biết á, là mấy bạn cài bao lâu mới lấy được con Samurai này nha mấy bạn. Rồi, thì video của mình ở đây là hết rồi, nếu như thấy hay cho mình xin một like nha. Còn giờ thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Bye bye.